Dạ à, nhiều hàng chi ta nhìn vô tôi thấy sờ thiếu nước là biết liền nè. Dạ. Đi uống canh xì vô lại cái đường học thiếu nước đi. Lên bụng lại liền. Nén nhiều lại rồi.
quen rồi. Chắc được 2 cái đó. Cũng chịu đau được đó chị. Chị không muốn nó dạy nó nữa thì chị trả lời như thế nào cho nó hợp lý. Cho một ý kiến một khác. Không, tại vì chị không muốn nhận bé hai mấy này.